Hello, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cách mình set up quay video với cây đèn này nhá. Cái cây đèn hôm nay mình sử dụng ấy là cây đèn Nanlite FC500B. Và cây đèn này là một cây đèn LED chiếu sáng liên tục nhá. Như các bạn thấy thì cây đèn này là một cây đèn LED công suất lớn, lên tới 500W. Thế nên là kích thước của nó cũng khá là to. Và thiết kế của nó thì rất là đẹp, trông giống như một chiếc phi thuyền vậy. Nó sẽ có hai phần là phần đèn này và một cái cục nguồn riêng. Bây giờ thì hãy cùng mình set up tất cả những cái định dạng video trên kênh của mình về cây đèn này nhá. Cái setup đầu tiên thì mình thường sử dụng để quay những cái video behind the scene. Tức là trong cái lúc mà mình chụp ảnh, mình quay hướng dẫn lại cho mọi người những cái video behind the scene ấy, thì mình sẽ cần một cái nguồn sáng lớn rộng và nó bao phủ cả cái căn phòng này. Thì là mình sẽ đặt cái đèn này vào góc phòng. Và bài toán đặt ra là mình sẽ phải làm thế nào để cái setup ánh sáng của mình khi mà mình quay video nó sẽ càng gọn gàng càng tốt. Bởi vì khi mà mình chụp ảnh thì mình cũng sẽ bày rất là nhiều những cái đèn khác, cũng như là những cái chân máy rồi máy ảnh ra mà. Thế nên là mình sẽ cần một cái setup nó theo hướng là tối giản và gọn gàng. Thì mình sẽ sử dụng một cái đèn công suất lớn và mình đặt vào góc phòng gọn gàng như này. Và mình sẽ cần một cái nguồn sáng mịn, nó sẽ tỏa ra khắp phòng, nó sẽ tương tự với cái ánh sáng tự nhiên, để mình có thể đứng góc nào mình cũng quay được video mà mình không cần phải điều chỉnh cái ánh sáng quá nhiều. Thì để làm được điều đấy thì mình sẽ sử dụng một cái thiết bị tán sáng, đấy là cái lantern. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái lantern cũng của Nanlite luôn nhé. Bây giờ mình sẽ bật thử nhá. Đây là công suất của đèn đang ở 8,5% này. Mình sẽ tăng lên 20%. Các bạn thấy nó rất là sáng. Và để cái ánh sáng đấy mịn và đều khắp cả căn phòng thì thường là mình sẽ cẩu cái đèn này lên trên cao. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là vậy thì cái đèn này nó có ảnh hưởng đến cái set chụp của mình hay không? Bởi vì là trong set chụp thì thường mình cũng sử dụng đèn liên tục mà mình để một cái đèn công suất lớn như này góc phòng thì nó sẽ khiến cho cả cái bức hình của mình bị thừa sáng. Thì thật ra là chỉ những cái lúc nào mà mình quay behind the scene ấy, thì mình bật cái đèn này lên thôi. Còn cái lúc chụp thì mình sẽ tắt nó đi. Và cái thao tác tắt thì cũng rất là đơn giản. Mình không cần phải chéo hay là với chạy ra tận góc để mình tắt đâu. Mà mình có thể sử dụng chính cái app của Nanlite để mình tắt luôn. Và mình có thể điều chỉnh độ sáng các thứ ở đây luôn. Sẽ tăng này, tăng sáng lên này. Đấy, tăng lên này. Mình có thể điều chỉnh cả nhiệt độ màu nữa nhé. Đấy, trong những cái trường hợp mà mình cần cái behind the scene của mình trông nó nghệ nghệ một chút thì mình cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ màu. Như các bạn thấy đây là cái station chụp ảnh của mình. Và cái video này thì mình quay bằng đèn phòng. Đấy, nếu mình bật đèn phòng lên thì nó sẽ như thế này. Bây giờ thì mình sẽ tắt đèn phòng đi và mình sử dụng cái cây đèn kia để các bạn xem mà nó sẽ khác như nào nhé. Nhìn như các bạn thấy đây là ánh sáng từ cây đèn Nanlite FC500B. Đấy, và đây mình có thể thay đổi nhiệt độ màu đi để cho vàng hơn này. Đấy, hoặc là xanh hơn này để tạo một cái mood mà mình mong muốn. Đấy, và cái ánh sáng thì nó vẫn rất đều, rất là tự nhiên, giống như là khi mình quay bằng ánh sáng tự nhiên. Hay là các bạn có thể nghĩ là mình cũng chả set up gì, mình quay bằng đèn trong phòng thôi. Nhưng mà trên thực tế là mình sử dụng một cái cây đèn như vậy và mình đánh một cái ánh sáng đều thì sẽ giúp cái chất lượng video của mình nó tốt hơn rất là nhiều. Cái setup thứ hai thì thường là cái setup mà mình quay những cái clip mà mình chia sẻ một cái kiến thức gì đó với các bạn, thường là những cái video mà các bạn thấy trên kênh YouTube của mình ấy. Đấy. Thì với cái setup này thì mình sẽ có một cái góc bàn làm việc, có giá sách này, mình setup cố định ở trong nhà và cứ khi nào mà mình cần quay những clip như vậy thì mình sẽ ngồi và mình nói thôi. Và cái lighting mà chủ yếu mình dùng trong tất cả những cái clip đó của mình đấy là mình sẽ sử dụng một cái cây đèn và mình gắn một cái shop box tròn như này. Đấy. Tại sao mình lại sử dụng shop box tròn? Bởi vì là nhất là nó sẽ khiến cho cái gương mặt của mình nó nổi khối được đẹp hơn. Và thứ hai là cái ánh sáng nó sẽ tập trung và làm nổi bật bản thân mình hơn so với cả cái lantern vừa nãy. Thì mình sẽ set up nó ở một cái góc chéo chéo so với chỗ ngồi của mình. Ngồi đây chẳng hạn. Thì thường là mình sẽ để nó chiếu vào cái góc mặt bên này. Đây là cái góc mặt đẹp của mình này. Đấy. Thì ánh sáng nó sẽ chiếu vào đây và mình sẽ để máy quay ở trước mặt nhé. Cái cây đèn mà mình đang dùng ở đây là cây đèn Nanlite FC500B này. Và mình sẽ dùng kèm softbox của Nanlite luôn. Và thường là để cái khung hình của mình nó thú vị hơn một chút thì ở đằng sau mình sẽ nhấn nhá thêm một cái cây đèn có thể đổi màu, một cây đèn RGB. Đây, mình sẽ bật cho mọi người xem nhé. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem lại thành quả cái setup này nhé. Ở đây chính là cái thành quả cái setup của chúng ta. Đấy, thì các bạn thấy là đây chính là cái ánh sáng gọi là signature trong hầu hết tất cả những cái video YouTube của mình. Đấy, mọi người sẽ rất là đơn giản, một cây đèn, một cái parabolic.
vẽ được. Cái setup thứ ba là cái setup mà mình thường sử dụng để quay những cái nội dung mà truyền cảm hứng hay là podcast. Thì khi mọi người nhìn thấy khung cảnh này chắc là mọi người sẽ nghĩ đây là ánh sáng tự nhiên đúng không? Nên mà để mình cho mọi người xem ánh sáng thực tế nhá. Đây, thì đây mới là cái ánh sáng thực tế mà mình có khi mà mình ngồi quay trong cái căn phòng này. Thế còn cái ánh sáng được tạo ra từ cái cửa sổ này thì thật ra là mình đã set một cái đèn ở đó. Thì mình sẽ để cái cây Nanlite FC500B này ở ngoài ban công này. Mình sẽ đi ra ngoài ban công nhé. Và mình sẽ đánh nó xuyên qua cái cửa sổ, chiếu vào cái cửa sổ này, chiếu vào trong nhà này. Đấy, để mọi người dễ hình dung. Nó sẽ tạo thành những cái vệt nắng tương tự như là cái ánh nắng hoàng hôn buổi chiều. Còn ở phía bên này thì mình sẽ thêm một cây đèn nữa, mình sẽ đánh nhẹ vào để sáng mặt mình. Đấy, thì như mọi người thấy là cái ánh sáng này nó khá là giống như ánh sáng trong các cái bộ phim đúng không? Nó có một cái hơi hướng gọi là cinematic một chút. Thì mình sẽ sử dụng để chia sẻ những cái nội dung mà nó mang tính chất là truyền cảm hứng này, những nội dung podcast này, chia sẻ về câu chuyện mà mình muốn truyền tải đến các bạn. Thì cái bối cảnh này mọi người có thể thấy là nó giống như là một cái buổi chiều muộn đúng không? Ánh sáng chiếu vào khung cửa, có vệt nắng các thứ. Và nếu mà mình muốn cái bối cảnh nó mùa đông hơn một chút ý, trông nó lạnh lẽo hơn một chút ý, thì mình hoàn toàn có thể tăng nhiệt độ màu cây đèn lên. Bây giờ thì mình đang để là 2700K nhá, mình sẽ tăng thử lên 6500K nhá. Đấy, thì như mọi người thấy là cái ánh sáng nó đã xanh và lạnh hơn một chút rồi. Đấy, mình muốn nó ấm hơn thì mình có thể đẩy về. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau xem một vài cái thành quả của cái setup này nhá. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với mọi người tất cả những cách setup của mình trong những cái định dạng video mà mình thường chia sẻ lên trên các kênh. Nếu như mọi người yêu thích những cái nội dung về chụp ảnh sản phẩm, những cái nội dung về quay video thì mọi người có thể like và subscribe và nhấn chuông để mình có thể cập nhật những cái nội dung mới cho mọi người hàng tuần nhé. Ngoài ra thì mình cũng có những cái khóa học về chụp ảnh sản phẩm và quay video ngắn thì mọi người có thể tham khảo đường link bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye!